quý vị sẽ vỗ tay rất to. Dạ, không phải là Minh Hiếu nói I love you với quý vị, mà Minh Hiếu xin nói đó là dạ, bởi vậy em câu giờ là vậy đó quý vị. Dạ, cái này em không biết trước, xin được cảm ơn bó hoa từ khán giả. Và đó là Hồ Văn Cường. Bài hát đầu tiên, con muốn gửi đến tất cả các cô chú anh chị đã được mang tên Nhớ Nhà của chị Võ Thiện Thanh.